Thân vị xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của thân vị. Hôm nay trong tập 588, gửi đến quý vị chủ đề Ma đưa lối, quỷ đưa được. Bà PH không bị tội vu khống, theo lời của một chủ tịch hội nhà báo. Vậy, vị chủ tịch đó là ai? Thì dám cam kết cho rằng bà PH không mang một cái tội danh vu khẩm được. Vậy ai là ma, ai là quỷ, đưa con đường nào, đưa về lối nào trong chương trình Thành Việt Phóng Sự hôm nay? Hy vọng rằng cuối chương trình quý vị sẽ có được những câu trả lời này. Để không mất thời gian của quý vị, Thanh Việt xin uh, được trình bày sơ qua vài giây. Và đây là cái căn bản để cho cái à, vị hội trưởng hội nhà báo cấp tỉnh nhưng quý vị nghe được thì phải hiểu mình là hội trưởng của một cái hội nhà báo là tiếng nói của đảng thì mình phải hiểu cái gì trên tờ báo công an thành phố hồ chí minh người ta có đăng như thế này nè quý vị bà ph nhiều lần ngoan cố thách thức cơ quan chức năng đó là được phát hành vào tháng 3 năm 2022 sau khi mà bà này bị khởi tố tạm giam. Các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần mời làm việc nhắc nhở khuyến cáo, tuy nhiên bà này vẫn không thực hiện tỏ thái độ thách thức với cơ quan chức năng coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống và nhục mạ các cá nhân. Đây là tờ báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nhân quý vị. Trên tờ báo Tiền Phong, cơ quan trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Họ có lấy cái bài với cái tự đề là Nhìn lại hành trình thách thức pháp luật của bà PH. Hơn một năm qua, bà PH thường xuyên thực hiện các cái buổi livestream bốc phốt vu khống xúc phạm cá nhân, tổ chức và nhiều lần bị cơ quan chức năng mời lên làm việc phạt hành tránh. Nhưng bà ta vẫn giữ thái độ thách thức, chống đối, dẫn đến việc, việc bị khởi tố và bắt tạm giam. chủ tịch đương nhiệm ông võ văn thưởng trong một cuộc họp có nói rằng chúng ta lấy ba cái ví dụ vừa xử lý gồm nhóm báo sạch vụ bà ph vụ của trịnh văn quyết ông cho rằng đây là ba vụ sai phạm có tính chất thách thức đường lối chủ trương của đảng và pháp luật của nhà nước. Đó là chủ tịch đương nhiệm ông Võ Văn Thưởng. Thế việc đưa ba cái ví dụ này để không mất thời gian của quý vị, chỉ muốn khẳng định cho quý vị hội trưởng của cái hội nhà báo tại một cái tỉnh, nói thẳng luôn tỉnh Lâm Đồng. Nhưng quý vị, để vị này hiểu được rằng mình mang một cái chức danh là hội trưởng của tất cả các cơ quan báo chí tiếng nói của đảng thuộc tỉnh Lâm Đồng, mình phải có một cái sự suy nghĩ đúng đắn, không thể lệch lạc được, phải đi theo đúng đúng cái đường mà chủ tịch hoặc là cơ quan trung ương đã đề phát. Mà đã là chủ tịch của một cái hội nhà báo, dù là cấp tỉnh tỉnh lớn hay tỉnh nhỏ đều phải biết được cái tôn chỉ và mục đích của cái hội mà mình làm hội trưởng. Nhưng quý vị, vì hội này đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của nhà nước cấp tỉnh, hoạt động theo quy định của pháp luật và có điều lệ của hội. Họ đại diện quyền làm chủ nguyện vọng lợi ích hợp pháp của người làm báo, góp phần xây dựng báo chí Việt Nam thực sự là tiếng nói của đảng, nhà nước và diễn đàn của nhân dân. Thế thì cái vị hội trưởng này, vì là hội trưởng của một cái hội nhà báo, dù là trên trang YouTube cá nhân của mình, ông phải thể hiện đúng, những quý vị phải thể hiện đúng cái việc định hướng tư tưởng cho người dân. Vì ông, dù không chính thức, trên trang cá nhân, vẫn phải mang một cái dòng tư tưởng, đó là theo tiếng nói của đảng và nhà nước. Thế việc nói như vậy, để muốn cái vị này tỉnh ngộ lại và biết mình đang khoác trên người mình cái áo gì. Đừng có dùng tiêu chuẩn kép, thưa quý vị. Thì vị nhà báo này. Như quý vị là hội trưởng của hội nhà báo thuộc tỉnh Lâm Đồng. Ông được uh, bầu vào chức hội trưởng trong cái nhiệm kỳ thêm việc nhớ không lầm là năm 2020 2025. Đại hội báo chí uh, đã bầu ban chấp hành khóa 8 nhiệm kỳ 220 2025 gồm 9 thành viên. Người được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng. Đó là ông Lê Văn Tòa. Ông Tòa. Tên đúng như tòa án luôn thưa quý vị. Được bầu vào năm 2020. Bây giờ là ông đã đi được nửa chặng đường. Nửa chặng đường là chủ tịch hay là hội trưởng cái hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng. Thì ngày hôm nay Thanh Việt xin được bàn luận về những cái điều như quý vị, ông nói trên trang YouTube cá nhân của mình kéo theo một cái lượng người theo dõi khá là rầm rộ. Vì họ nghĩ làm sao? Họ nghĩ ông là chủ tịch của những cái tờ báo được gọi là tiếng nói của đảng và của nhà nước. Thì ông phải có một cái nhìn và một cái tư tưởng phải vững chắc. Không thể đi sai lệch đường lối được. Nhưng quý vị những ngay youtuber xàm xí sọ như thân việt thì có thể là sai về đường lối nhưng ông là một vị chủ tịch thì đường lối nó không thể nào sai như xàm xí sọ Nhưng quý vị phải luôn luôn đúng hơn và đúng rất nhiều thì không hiểu vì một cái lý do gì đó nha quý vị ông tòa này đã khá nổi tiếng trên trang youtube của mình với những cái bài báo ca ngợi các các hành động của bà PH mà được trung ương và báo chí hoàn toàn không chấp nhận được và họ cho rằng hành động của bà PH là thách thức luật pháp chủ trương của nhà nước. Trong một bài khá gần đây, cách đây khoảng vài tuần, thì cái vị chủ tịch hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng này đã có một bài nói chuyện về cái tội danh vu khống có hay không có dành cho bà PH. Cũng khá đơn giản nha quý vị. Ông này đưa ra năm cái câu hỏi mà chúng ta có thể tự hỏi để rồi giải thích được cho chính mình bà PH có phạm tội đi vu khống cho người khác hay không. Thì đây, xin mời quý vị nghe sơ qua từng cái câu hỏi ông ta đặt lên nha quý vị rồi thanh việt sẽ uh, uh, nói theo từng cái đoạn một thì quý vị sẽ thấy nó không có thứ nhất hoài linh đàm vĩnh hưng thủy tiên có kêu gọi cứu trợ và trực tiếp là cái người tiếp nhận tiền của đại hay không có phải không ạ à? có không ạ à? có mà đã có đó thì thưa quý vị không phải là bị đặt không phải bị đặt thì đó là cái câu hỏi thứ nhất cái trả lời thứ hai thưa quý vị đó là gì ạ à? đó là tổng số tiền tìm... rồi ông đưa lên năm câu hỏi trả lời năm câu hỏi này thì có thể khẳng định được rằng bà ph có vu có vi phạm tội vu khống hay không thì câu hỏi đầu tiên mà cũng khá là buồn cười khi ông hỏi rằng những người nghệ sĩ như hoài linh là vĩnh hưng thủy tiên có kêu gọi từ thiện hay không thì câu trả lời của ông là có mà bà ph nói về câu chuyện từ thiện kêu gọi bởi những người này thì là bà ph làm gì có cái chuyện mà vu khống được thưa quý vị hỏi cái câu hỏi mà nó à, không biết là cố tình hay vô tình đúng không quý vị mà đưa vào trong năm câu hỏi được cho rằng đây là những câu hỏi quan trọng mà trả lời những câu hỏi này thì mới xác định được bà ph có à, vu khống cho người khác hay không thì thưa quý vị vu khống được định nghĩa là những điều mình biết là sai nhưng mà mình vẫn nói thì là vu khống cái sự việc mà những người nghệ sĩ này đi kêu gọi từ thiện đúng không quý vị nó là một sự thật chứ không phải là một cái gì nó uh, nghi ngờ nghi ngại được tất cả các báo chí được tất cả mọi người nói đến dù là phê bình hay là khen ngợi cái việc đi kêu gọi từ thiện đó là một sự việc một sự thật. Vì vậy không cần phải đưa vào trong đến năm câu hỏi là câu đầu tiên và để hỏi rằng những người này có đi làm từ thiện hay không? Câu trả lời là có. Có như vậy là bà, bà PH không có vu khống rồi. Thưa quý vị, đó là một sự dư thừa, một cách vô lý. Câu hỏi thứ hai, thì đây xin mời quý vị nghe tiếp câu hỏi thứ hai nhé. Mà những người này kêu gọi và tiếp nhận như bà hàng phản ảnh trong các cuộc gặp trình là có hay không? Có hay không? Có. Có thì không phải bị bạc. Có thì không phải có... bị ông câu hỏi thứ hai là ông nói rằng tổng số tiền kêu gọi từ thiện của những người này bà PH có nói trên mạng xã hội hay không mà nếu mà có nói mà những người này có đi kêu gọi đúng cái số tiền như vậy đó thì không thể nào gọi là vu khống được thì thưa quý vị đây là một cái ví dụ mà nó quá dễ dàng câu chuyện mà chúng ta có thể lấy ra nha quý vị để làm một cái bằng chứng để chứng minh được cho cái vị chủ tịch của cái hội nhà báo này hiểu được cái người ca sĩ họ đàm này đó quý vị anh ta kêu gọi từ thiện được một tỷ tư Và ph trong cái giai đoạn mà gào thét trên mạng xã hội để xỉ nhục cái anh ca sĩ đàm này thì cho rằng người ca sĩ này đã kêu gọi từ thiện được 96 tỷ đồng 96 tỷ đồng thưa quý vị nó gấp gần mươi mấy lần cái số tiền thật sự mà anh ta đi kêu gọi được. Đây quý vị nhìn thấy. Đây. Tối 26 tháng 8 năm 2021, trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Đàm đã đăng tải bài viết khá dài với tự đề vài lời đối với cô PH, người gọi đích danh anh trên mạng livestream tối 24 tháng 8. Tuyên bố đang giữ một kg lô giấy tờ sao kê chứng minh ông Hoàng Nhật Việt nhận hơn 96 tỷ đồng do mọi người quyên góp làm từ thiện cao hơn gấp nhiều lần so với con số anh công bố. Đấy nha quý vị nha. Và thưa quý vị, câu chuyện anh ta kêu gọi từ thiện được bao nhiêu thì đã được bên cơ quan Bộ Công an xác định và xác nhận đúng cái con số là 1 tỷ tư. Vậy thì nội mà cái câu chuyện bắt đầu chưa nói đến có ăn gian, có gián lợn, không minh bạch hay không, nó đã làm tiêu tùng hết, tiêu tan đến câu hỏi đó rồi, từ vì đã bắt đầu bằng một con số sai hoàn toàn, nha quý vị, rồi chưa kể câu chuyện cố tình, thân vị xin nhấn mạnh chữ cố tình, nói rằng mình đang giữ một kilô chín giây, sau kề, nội mà cái ví dụ này không đã sai hoàn toàn, rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp. Nhưng quý vị ghi tiếp. Và thưa quý vị, bây giờ mình tiếp đến câu hỏi thứ ba nha quý vị nha. Tiếp câu hỏi thứ ba. Thì đây, để thân vị mở tiếp cái đoạn này. Thứ ba, là những người tiếp nhận tiền cứu trợ đó, thì có công khai tổng số tiền kêu gọi cứu trợ hay không? Không công khai phải không ạ? À? Không công khai. Không công khai như vậy là bà hàng cũng không bị đặt. Bởi vì nó, nó có thật. Nó diễn thế này như vậy. Thì câu hỏi thứ tư. Thư... Đây, và cái câu hỏi thứ ba theo vị này nói rằng họ có công khai cái tiền từ thiện hay không? Câu trả lời là họ không công khai tiền từ thiện. Cái lúc mà bà PH lên tiếng. Như vậy bà PH hoàn toàn không nói sai sự thật. À vì vậy mà theo vị này là bà PH không mang tội vu khống được. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện, một câu hỏi mà được đặt ra cũng mang một cái tính chất. Nó khá là nực cười. Tại sao? Chuyện từ thiện đó quý vị, đó là câu chuyện ủy quyền dân sự. Mà chỉ có người đi ủy quyền mới có thể yêu cầu người được ủy quyền. Công bố cho họ biết, thông báo cho họ biết. Số tiền của họ đóng góp một phần đã trôi chảy như thế nào về các kinh nguồn mà người ủy quyền này muốn người được ủy quyền chuyển tiếp. Đơn giản, là chỉ có mạnh thường quân mới có quyền yêu cầu hoặc là cơ quan điều tra mới có quyền yêu cầu những người được ủy quyền tức là các nghệ sĩ công bố khai rõ sao kê nhưng quý vị còn không thì không ai có thể làm cái công việc yêu cầu họ sao kê đây là một cái điều mà đôi khi chúng ta lại thích dùng tình cảm áp đặt vào với một người khác, rồi lại đè lên bằng một cái đạo luật nào đó tưởng tượng ra. Người ta chỉ có hai cái chuyện. Một là tình cảm. Hai là đưa pháp luật ra. Mà đã pháp luật thì không có tình cảm. Mà đã tình cảm thì không pháp luật, không kết hợp. Cái nào có lợi cho mình ở cái đoạn nào thì lấy cái đó ra. Đó là nó gọi là cảm tính kết hợp với pháp luật thì không có con đường đi chung. Nhưng quý vị anh không thể nào anh yêu cầu người ta sao kê trong khi anh không có trực tiếp ủy quyền cho người nghệ sĩ làm cái công việc từ thiện bà ph chưa bao giờ là mạnh thường quân đưa tiền cho các nghệ sĩ làm từ thiện Và ph không có một cái quyền nào và chúng ta cũng vậy chúng ta không có nhưng quý vị chúng ta không làm gì quý vị chúng ta không có ủy quyền đưa tiền cho nghệ sĩ làm từ thiện thì chúng ta không có lấy một cái lý do gì Để yêu cầu họ Cho chúng ta thấy những cái tờ giấy sao kê Đó là một cái chuyện Mà đôi khi chúng ta quên hẳn Đã. Chúng ta yêu cầu không được Nhưng quý vị Thì chúng ta đưa luật pháp ra để khe người Đã. Mà khi chúng ta Bắt đầu đòi sao kê Đòi người ta công khai Thì chúng ta lại dùng cái cảm tính Đó là cái điều mà Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị Rồi Kế tiếp là cái gì đây quý vị cái là những người tiếp nhận tiền cứu trợ đó có minh bạch có rõ ràng có cụ thể trong việc giải ngân tiền của đại hay không không minh bạch có phải không ạ à? không minh bạch thì rõ ràng là bà hàng phản ánh đúng phản ánh đúng thì không phải là bị đại không phải là bị đại đây cái câu hỏi thứ năm mà quý vị có thể trả lời được cái việc tiếp nhận tiền cứu trợ nó có đâu rồi câu hỏi thứ tư mà ông này muốn nói đó quý vị là cái chuyện minh bạch chuyện từ thiện thì thưa quý vị bài này được nói cách đây khoảng một tuần. Tức là đã là hơn một năm trời từ lúc Bộ Công an đưa ra cái kết quả câu chuyện có minh bạch khi làm từ thiện hay không, có nghĩa là có gian lận hay không. Tôi biết. câu trả lời là Bộ Công an đã chính thức trả lời trên văn bản bằng báo chí. Rõ ràng là nghệ sĩ câu chuyện từ thiện của họ Chúng tôi không có đủ cái chứng cứ để có khởi tố tội hình sự được về chuyện không minh bạch. Vì vậy, câu chuyện nếu nói về cảm tính, đó là quyền tin hay không tin của mỗi chúng ta. Nhưng mà đã nói về câu chuyện pháp lý, bằng chứng là gì? Là Bộ Công an đã giải quyết câu chuyện đó. Đúng hay sai, đó là tùy theo cảm tính của mỗi người. Nhưng chính thức trên giấy tờ, Bộ Công an đã trả lời là không có chứng cứ để có thể khởi tố. Vậy câu hỏi này là câu hỏi một lần nữa. Nó đầy cái tính cảm tính và dư thừa của nó. Câu hỏi thứ năm, thưa quý vị, cũng khá thú vị nha quý vị. Câu hỏi thứ năm này là một câu hỏi khá thú vị. Đây, mời quý vị nghe cái đoạn này có trái với nghị định 64 của chính phủ ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2008 về việc vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các cái nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ cho nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai này cho họ quả này ông đã nói đến cái nghị đồng. định, 64 đúng rồi hay là các bệnh nhân mắc bệnh nghèo này ừ. thì cái việc có trái với cái cái nghị định 64 này không rõ ràng là trái với nghị định 64 à, yeah, trái, trái với, với nghị định 64 vì sao tôi nói nghị định 64 rồi vì nghị định 64 đó không cho phép cá nhân tiếp nhận trực tiếp có nghĩa là cá nhân không thể nào đứng ra tiếp nhận trực tiếp cái tiền hàng mà các bạn thường quân cứu đời không trực tiếp quý vị cần biết rằng là nghị định là gì ạ nghị định là cái văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ nghị định thì tuy có cái giá trị pháp lý thấp hơn so với hiến pháp luật và pháp lệnh, nhưng nó rất quan trọng nó bắt buộc mọi người phải tuân thủ không được làm trái không được làm trái vì nó là văn bản quy phạm pháp luật thưa quý vị như vậy thì bà hàng phản ánh đúng chứ không phải là bị đặt bà hàng đúng chứ không phải bị đặt Vậy thì đó một câu hỏi nữa đó là gì đó là bà hàng phản ánh hoài linh năm 14 tỷ đồng tiền tiếp à. À, trước khi đi câu hỏi mà à, ngâm tiền từ thiện thì cho phép thân việc được nói về cái câu hỏi ông ta đặt lên cho rằng cái chuyện nghệ sĩ kêu gọi từ thiện là đi ngược lại với cái nghị định một cái nghị định nghị định 64 nghị định 64 nhấn mạnh cái điểm gì là không có một cái tổ chức đơn vị cá nhân nào ngoại trừ mặt trận tổ quốc hội chữ thập đỏ báo đài, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hợp pháp được nhà nước công nhận. Nha quý vị, có thể có cái sự tiếp nhận tiền và hàng cứu trợ. Thì chỉ có những cái mạnh à, mặt trận tổ quốc và hội chữ thập đỏ cùng các báo đài mới làm được công việc này. Còn những cá nhân, những tổ chức khác không thể được. Thì ông đưa cái nghị định 64 ra. Nha quý vị. Thì đây là một cái điểm cũng đã được nói nhiều. Mà chỉ có điều á, là cho tới thời điểm này. Quý vị chủ tịch hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng lại quên mất một cái câu chuyện đơn giản nhất. Đó là gì thưa quý vị? Đó là chuyện nghệ sĩ kêu gọi từ thiện. Từ Mạnh Thường Quân. Nó được dựa trên bộ luật dân sự chứ không phải là cái nghị định 64. Vì họ và họ nhận cái sự ủy quyền của mạnh thường quân để tặng tài sản đến cho những người đang gặp họa nạn cần sự giúp đỡ nội dung ủy quyền miễn sao không vi phạm điều luật của pháp luật không trái với đạo đức của xã hội thì nó có hiệu lực pháp lý và cần phải được tuân thủ câu chuyện từ thiện của nghệ sĩ hay của bất một cứ một cá nhân nào trước năm 2021 đều được dựa vào Bộ Luật Dân Sự Điều 462 569 Bộ Luật Dân Sự Mà trong Bộ Luật Dân Sự họ nói về cái nội dung ủy quyền tặng cho tài sản trong đó người ủy quyền tức là các mạnh thường quân người nhận được ủy quyền đó là các nghệ sĩ. Đây là một mối quan hệ giữa người ủy quyền và người nhận ủy quyền thông qua cái việc trao đổi đó là các cái tài sản để chuyển cho người đang gặp nạn. Tất cả mọi cái chuyện đưa tiền cho nghệ sĩ làm từ thiện nó đều là sự tự do tự nguyện. Nhưng quý vị. À miễn sao mà không có vi phạm điều cấm của luật pháp không trái với đạo đức đi tiếp tay cho những cái công việc vô luân thường đạo lý thì tất cả mọi câu chuyện còn lại đều phải được tôn trọng bởi các cá nhân liên quan câu hỏi thứ sáu ông này muốn nhắc đến đó là gì quý vị đó là câu chuyện Hoài Linh ngâm 14 tỷ tiền thừa thiện. Nếu mà câu chuyện này được nhắc vào thời điểm mà năm 2021, thì có lẽ cũng chưa bao giờ có được câu trả lời làm cho mọi người hài lòng. Trên mặt pháp lý, thưa quý vị, cái vấn đề ở Hoài Linh ngâm tiền từ thiện không sai trên mặt pháp lý. Vì anh ta có cái lý do chính đáng để không kịp giải ngân. Đó là trên mặt pháp lý. như quý vị, không phạm tội. Dĩ nhiên chúng ta nói rằng có phạm tội chứ, nếu có phạm tội thì đã bị khởi tố. Trong điều luật dân sự và tại sao phải lấy luật dân sự ở đây chứ không phải luật hình sự? Thưa quý vị, hành động cái hành vi của những nghệ sĩ đi kêu gọi từ thiện nó dựa vào luật dân sự 462 về sự ủy quyền. Vì vậy, khi mà có người nào không tôn trọng theo cái lời họ cam kết và thỏa thuận giữa người ủy quyền và người được ủy quyền thì phải đưa luật dân sự ra ở đây anh ta chưa đi giải ngân hay chúng ta nói mạnh hơn là à, ngâm tiền à, từ thiện nhưng anh ta có được cái lý do chính đáng vì vậy không được gọi rằng là gì quý vị vi phạm luật pháp trên mặt tình cảm thì là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn trên mặt tình cảm là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn tại sao vì thưa quý vị mỗi người dựa theo cái cảm tính và cho đến ngày hôm nay sự nghiệp của à, danh hề này nhưng quý vị đã và đang bị ảnh hưởng một cách nặng nề cho cái hành động mẫu ảnh đóng ngoặt ngâm tiền của mình như vậy năm hay sáu câu hỏi mà quý vị chủ tịch hội nhà báo này đưa ra Đối với Thanh Việt, đó là những câu hỏi nếu được đặt ra ở cái thời điểm hiện tại của năm 2023 thì nó hoàn toàn không nói lên được. Đó là những cái câu hỏi mà để có thể đưa ra cái yếu tố quyết định bà PH có phạm tội vu khống hay không. Thưa quý vị, hoàn toàn những câu hỏi dư thừa và đã có câu trả lời nếu được hỏi vào thời điểm này. Đây là một cái cách lái dư luận, định hướng dư luận nhưng lại định hướng sai. Và đây, Thanh Việt xin mời quý vị tiếp tục nghe cái phần còn lại của câu chuyện của ông ta. Thanh Việt đã nói rồi, hiện nay cộng đồng nói tiếng Việt của chúng ta bị ảnh hưởng khá là nặng nề với những cái suy nghĩ và sau khi mà mình Google được các cái đề tài mà mình muốn nói thì mình chém chệ lên trên mạng để truyền đạt những cái thông tin đó đến cho mọi người. Tuy nhiên, những kiểu truyền đạt như vậy dựa vào cái phương pháp là Google thì Thanh Việt hay gọi đùa là luật sư Google thì rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, là vì cách hành văn, cách viết những cái bộ luật đôi khi rất khó hiểu và từng chữ, từng câu trong bộ luật, nó đều có một cái ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ngay cả những người làm trong nghề luật, đôi khi cũng chưa chắc hiểu được hết 100% tất cả mọi điều luật. Xin thưa quý vị, huấn chi là việc đi tra cứu luật pháp qua Google, giống như là chúng ta đi chữa bệnh bằng phương pháp là Google ngày hôm nay chúng ta đau phía bên chúng ta cảm thấy tê tay ở phía bên tay trái chúng ta google tê tay bên tay trái lập tức người ta nói rằng ồ, đây là một triệu chứng có thể bị đột quỵ tức mạch máu não vâng, vâng 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 vì bên tay trái là tim mà có thể là bị nghẽn động mạch nhưng tôi quý vị có rất nhiều những cái chứng bệnh khác có thể đưa đến cùng một cái cảm giác như vậy. Không nhất thiết là bị bệnh tim. Nhưng ở đây đó quý vị, cũng chỉ vì một câu chuyện đơn giản là Google. Đây là cái tác hại thật sự là nguy hiểm. Thế vì không muốn nói rằng, chúng ta không hiểu một vấn đề, chúng ta Google đó là một điều xấu, hoàn toàn không phải. Chúng ta dùng Google chúng ta truy cứu đó là chúng ta tham khảo một cái câu chuyện nhưng không đánh lận cái chuyện tham khảo với cái chuyện đi lên trên mạng để định hướng dư luận điều đó là không chấp nhận. Vị này cho rằng nếu bà PH cho quý vị, à vị này trước khi mà nói về câu chuyện của bà PH có đọc qua một số cái điều luật và đọc lại lên cái chương trình livestream của mình về cái định nghĩa giữa đi tố giác và đi báo tin tội phạm. Đơn giản lắm quý vị. Nói một cách chính xác đến như thế này. Có sự khác biệt giữa đi tố giác và báo tin tội phạm. Có sự khác biệt. Nếu bà PH phát hiện trực tiếp thành việc viết cái chữ trực tiếp cho nó rõ đó phải tôi là mình là người trong cuộc đó quý vị đã. một hành vi có dấu hiệu phạm tội có dấu hiệu thôi chứ tôi chưa chắc nhưng mà tôi thấy những cái điều này điều này quý vị hay là bà ta là người bị hại khi bà ta cho rằng tiền bà ta đóng đã bị các nghệ sĩ không minh bạch trong cái việc sử dụng một cái phần tiền của bà ta đóng góp đó. thì bà ta có thể đi tố giác đến cơ quan có thẩm quyền. Đó nó gọi là tổ giác. Trường hợp thứ hai là nếu mà bà PH nghe lại hay được kể lại bởi một cái nguồn khác, bà có thể báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc là thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng. Cái này nó gọi là báo tin tội phạm. Thứ nhất lại, cái này nó gọi là báo tin tội phạm. Khi mà bà không trực tiếp phát hiện hay trực tiếp chứng kiến mà chỉ nghe lại. Và đây cũng là trường hợp của bà. Bà chỉ nghe lại, bà được kể lại. Thì bà có thể làm cái gì? Báo tin tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền hoặc là báo tin trên thông tin phương tiện thông tin đại chúng. Thì điều mà bà ta đang làm, xin lỗi quý vị, đã làm, đó là báo tin tội phạm. Có điều duy nhất cho quý vị, cái hành động duy nhất mà bà báo tin tội phạm mà được chấp thuận, đó là báo tin tội phạm về ca sĩ họ đàn. Vì cho rằng không minh bạch, bà chỉ nghe kể lại là như vậy, không minh bạch, nên bà đi báo tin tội phạm cho PC02. PC02 chuyển cho PC01, PC01 chuyển cho Bộ Công an. Đó là câu chuyện của bà PH. Có hay không có đi báo tin tội phạm, có đúng một lần duy nhất. Còn những lần khác thì thưa quý vị, Thanh Việt sẽ nói sau, tí xíu nữa thôi, để cho quý vị biết được là bà ta có báo tin tội phạm một cách hợp pháp hay không. Cơ quan có thẩm quyền là ai? cơ quan công an viện kiểm sát tòa án cấp địa phương hay là trung ương mà bà ph nổi tiếng bây giờ đến con của bà ta cũng làm cái trò đó đó là gửi khắp mọi nơi từ địa phương ra tới trung ương rồi trung ương lại chuyển về lại địa phương nhưng nói tóm lại cơ quan có thẩm quyền về những cái vấn đề này nó thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng gồm có cơ quan điều tra viện kiểm sát và tòa còn cái phương tiện thông tin đại chúng là cái gì thưa quý vị phương tiện thông tin đại chúng là các cái đài phát thanh đài truyền hình báo in báo điện tử trang và cổng thông tin điện tử của các cái tổ chức hoặc là cơ quan nhà nước được nhà nước công nhận một cách chính thức thì cái đó nó gọi là thông tin đại chúng youtube cá nhân như thanh việc phóng sự thì không thể gọi là thông tin đại chúng. Vì nó không thuộc một cái tổ chức được nhà nước chính thức công nhận. Cái trang YouTube của cá nhân và PH thì cái đó nó không được công nhận là ông phương tiện thông tin đại chúng. Thanh việc nghĩ rằng đã là chủ tịch của cái hội nhà báo thì chắc chắn ông tòa hiểu được vấn đề này tuy nhiên không hiểu tại sao bà lại cố tình nhưng quý vị cố tình binh vực để cuối cùng nói những câu chuyện sai hoàn toàn thì đây xin mời quý vị cùng nghe cái đoạn mà ông ta giải thích cho cái trường hợp của bà ph và trong lúc quý vị nghe quý vị có thể bấm nút like hoặc là sau chương trình để lại lời bình luận thành việc xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và bây giờ xin mời quý vị cùng nghe cái đoạn này Thì bà Hằng là cái người trực tiếp phát hiện việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, hay là Hoàng Linh có những cái dấu hiệu không minh bạch, không rõ ràng trong kêu gọi và tiếp nhận cái nguồn tiền cứu trợ. Từ đó cho nên là bà đặt nghi vấn là có cái dấu hiệu ăn chặn tiền cứu trợ. Cho nên là bà đã tố giác bằng cái hình thức gì vậy? À? Bằng hình thức tin báo tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Quý vị thấy là ông này ông lẫn lộn sau khi mà thanh việc à, à, trình bày cho quý vị cái ví dụ trực tiếp lấy cái nhân vật cá nhân là bà PH đưa vào câu chuyện để chúng ta dễ hiểu thay vì gọi là cá nhân này cá nhân nọ thì thanh việc lấy luôn cái tên của bà PH vào để thay thế cái chữ cá nhân thì sau khi định nghĩa được thế nào là tố giác thế nào là báo tin tội phạm thì chúng ta đã biết rằng bà ph nghe câu chuyện của ca sĩ Đàm, anh hề linh hoặc là các nghệ sĩ khác đều là được nghe kể lại chứ bà ta không trực tiếp tham gia các cái việc thu tiền cùng với các nghệ sĩ hoặc là đi làm từ thiện cùng với các nghệ sĩ nếu bà ta không trực tiếp phát hiện hay là chứng kiến bất cứ hành vi có hay không có gian lận về từ thiện bà ta chỉ có được nghe kể lại và khi mà nó nghe kể lại đó quý vị thì nó tự động chuyển cái hành động kế tiếp sang cái việc là có khả năng là báo tin tội phạm vì bà ta không thấy trực tiếp bà ta chỉ nghe kể lại thì bà ba ta báo tin tội phạm báo tin cho cơ quan có thẩm quyền hoặc là báo tin lên cho các báo đài mà thuộc cơ quan nhà nước chứ không phải báo tin cho bàn dân thiên hạ đi qua cái trang YouTube của mình. Thì cái điều đó đừng có gọi là cố tình gọi cái trang YouTube của mình là phương tiện thông tin đại chúng. Đó là cái chuyện buồn cường Ông tòa này thì ông cố tình lẫn lộ giữa cái tin tố giác và tin báo tội phạm. Thành việc gọi là cố tình chứ không dám gọi là không hiểu được giữa tố giác và tình báo tội phạm. Vì đoạn đầu của bài nói, ông đã định nghĩa và nói đi nói lại rất là nhiều lần sự khác biệt giữa tố giác và tình báo tội phạm khi đọc các cái điều luật ghi trên mạng xã hội. Ông giải thích rằng bà PH chứng kiến trực tiếp cái điều sai lầm của các nghệ sĩ khi không minh bạch từ thiện. Thì thưa quý vị, bà PH không trực tiếp phát hiện, mà bà ta chỉ có nghe kể lại. Bà PH, thưa quý vị là chưa bao giờ đi làm từ thiện chung một cái chuyến đi cùng với các nghệ sĩ ra miền Trung năm 2020. Bà không có làm cái chuyện đó. Mà nếu mà không làm chuyện đó, thì nó tự động, automatic. Là làm cái gì quý vị? Nếu muốn đi báo tin tội phạm. Chứ không thể nào là gọi là bà ta đi tố giác còn nếu không là đi tố cáo chứ không phải là tố giác. Thứ hai, mà đã tố cáo thì bắt buộc phải có bằng chứng. Thứ hai đó quý vị, là bà ta sử dụng cái mạng YouTube, TikTok cá nhân chứ không phải là TV báo đài của các cơ quan chính phủ nhà nước. Vì vậy, bà ta không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng khi mà đi báo tin tội phạm. Thì cái vị này đó quý vị, vị cố tình lẫn lộn bà ta đi tố giác bằng cái phương pháp tin báo tội phạm. Thưa quý vị, lấy hai câu chuyện cháy táo và trái cam kết hợp lại. Như quý vị, rồi gọi một cách nhầm lẫn như vậy. Tố giác là tố giác. Tin báo tội phạm là tin báo tội phạm. Không nhầm lẫn, bà ta đi tố giác bằng phương pháp tin báo tội phạm thì cái điều đó nó quá là tức cười quá là tức cười rồi bà hàng không cần biết cái dấu hiệu nghi vấn đó là có thật sự đúng với những gì bà nghi vấn hay không vì sao ạ là vì trách nhiệm chứng minh tội phạm hay không phải là tội phạm đó là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng theo điều 15 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 chứ không phải cái trách nhiệm đó là của công dân nói chung hay là của bà hàng nói riêng thưa quý vị đòi hỏi công dân ấy, khi mà thực hiện tin báo hay tố giác tội phạm phải chứng minh đúng là tội phạm thì tôi có vị ai còn dám báo tin hay là tố giác nữa à à đúng rồi không đi tố cáo thì cần cái bằng chứng đi tố giác và tin báo tội phạm ngay cả với cơ quan của thẩm quyền thì đúng là không cần có bằng chứng mà chỉ có báo thôi thưa quý vị điều đó rất là đúng tuy nhiên có một cái điểm nữa mà ông chủ tịch đã không nói đến đó là khi mà tôi chỉ thấy nghe kể lại nhà quý vị nghe kể lại một câu chuyện tôi lập tức đi thông báo tin đó cho cơ quan có thẩm quyền cơ quan điều tra và chúng tôi dừng lại ở chỗ đó thì thưa quý vị không ai có thể bắt bẻ không ai có thể khởi tố được với cái hành động đó không ai làm không ai có một cái quyền nào để đi khởi tố một người vừa thực hiện cái hành vi đi tố giác hoặc là báo tin tội phạm tuy nhiên nếu mình nghe kể lại mình không chắc chắn rồi mình đi thông báo cho cơ quan điều tra. Mà song song đó, mình lại lên trên mạng xã hội, trang cá nhân của chính mình. Mà nơi đó mình phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta không có báo tin tội phạm nữa. Mà chúng ta đang sỉ nhục người khác, và chúng ta cố tình vu khổng. Khi chúng ta không biết được câu chuyện đó đúng hay sai, chúng ta còn hoài nghi thì chúng ta đi báo cái tin đó cho cơ quan có thẩm quyền. Còn nếu chúng ta không lên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan điều tra thì chúng ta thông báo cho báo chí biết. Báo chí có tổng biên tập, có phó tổng biên tập, có các nhà báo sẽ quyết định có nên đăng tải cái câu chuyện mà chúng chúng ta vừa mới chia sẻ hay không. Đó là cái quyền của họ. Vì khi mà họ đăng thì cái trách nhiệm, những cái tin đăng đó là của cái cơ quan báo chí đó, là của ông tổng biên tập của báo đó. Chứ không phải là của cái người đưa cái thông tin đó ra. Câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Và vì vậy, họ sẽ phải nghiên cứu xem sự thật là bao nhiêu phần trăm. Rồi mới dám đăng cái thông tin mà chúng ta vừa mới báo. Hoặc là thông báo cho cơ quan điều tra còn nếu chúng ta sử dụng mạng youtube cá nhân thì chúng ta muốn nói cái gì thì nói muốn đăng cái gì thì đăng thì lúc đó nó không được công nhận là thông tin đại chúng nữa hay câu chuyện hoàn toàn khác nhau và người chịu trách nhiệm bây giờ đó là chính chúng ta và dễ dàng mang tội vu khống hay gì đừng bao giờ cho rằng tôi đi tố giác tôi đi báo tin tội phạm tôi không cần phải chứng minh tôi chỉ có báo thôi đúng vậy nhưng báo xong rồi thì ngồi im, không lên trên mạng để nói để lừa bịp cộng đồng và cho rằng tin của mình là tin chính xác một ngàn phần trăm. Tôi đã đi tố giác từ đã báo tin cho cơ quan điều tra rồi. Bây giờ đến phiên tôi đi thông báo, Thưa quý vị, chúng ta không có cái quyền đó. Chúng ta có quyền báo tin cho thông tin đại chúng tức là các báo đài, báo đài sẽ có trách nhiệm là có đăng hay không đăng vì họ sẽ bị xử lý nếu họ đăng thông tin không đúng sự thật. Đó là những điều chúng ta phải hiểu rõ và không hiểu cái vị chủ tịch này vì cố tình những cái vị cố tình thành việc nghĩ là cố tình chứ không phải là sơ ý đến nỗi những cái mức sơ đẳng như vậy. Bây giờ một xã hội, quý vị nghĩ đi, một xã hội mà các cơ quan điều tra rất là bận rộn, Mỗi ngày họ phải nhận cả ngàn ngàn cái tin tố giác tội phạm. Tin đi tố giác, tin đi báo tin. Mà có những người đã cố tình vì mục đích riêng tư nào đó để cố tình hại đối phương bằng cách làm những công việc đó. Thì thưa quý vị, cái người mà chịu thiệt thòi ngoài cái người bị tố giác sai còn có cơ quan điều tra vì họ phải đi giải quyết những cái thông tin này mà cái người đi tố giác họ đã biết những điều họ tố giác là không đúng nhưng vẫn, họ vẫn cố tình là thưa quý vị đó là tội vu khống bà PH có cố tình không thưa quý vị thưa có bà đi à, báo tin tội phạm nếu có của ca sĩ họ đàm lập tức tối hôm sau bà lên trên mạng và lên tiếng sĩ nhục người ta với những điều mà bà vừa đi tố giác mà bà không biết đúng hay sai? Vì bà chỉ có nghe kể lại, thì thưa quý vị, điều đó không chấp nhận. Không một quốc gia nào trên thế giới sẽ chấp nhận cái tư tưởng sống như vậy. Nếu bà PH có mục đích riêng tư và thanh Việt nghĩ là bà ta có, đơn giản một cái ví dụ là vì bà ta trông chờ nghệ sĩ hài Linh giải thích, đưa ra những cái ý kiến về cái việc đi chữa bệnh của ông, ông Yên nhưng mà nghệ sĩ Hoài Linh đã không làm. Và vì thế, vì cái mục đích riêng tư của bà không được thực hiện bởi nghệ sĩ Hoài Linh, bà đã lên tiếng sĩ nhục người ta. Thì cái này, nó là tội vu khống cộng luôn cả tội sĩ nhục. Đó là những cái câu hỏi mà đáng là phải được hỏi, cách đơn giản. Tuy nhiên, cái vị chủ tịch hội nhà báo đương nhiệm của nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo dựng một cái thế mạnh ảo cho những người đang có cái tư tưởng ủng hộ cho bà Bài H đấy đó thưa quý vị, một nhà báo khoác trên mình là một nhà viết báo chuyên nghiệp, bây giờ lại khoác thêm cho mình cái chức là chủ tịch của hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng. ông đã thể hiện được những cái sự tư tưởng, những cái sự suy nghĩ rất đáng sợ. Chương trình được sự theo dõi và ủng hộ của những người đi ủng hộ cho bà PH. Chương trình càng lan tỏa những thông tin sai lệch như vậy, thì thưa quý vị, ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình. Và chưa hết, ông đang, dù không giới thiệu, nhưng ông cũng đang khoác trên mình cái trọng trách mà nhà nước đã giao phó là cái người chủ tịch của một cái hội nhà báo cấp tỉnh nhận được sự quản lý của tỉnh và có cái uh, mục tiêu là bảo vệ đường lối của đảng và nhà nước chứ không phải bắt chước và phách thách thức. Thanh viên xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you.